Cháu được xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục cùng với lại bé Mạnh là đi xuống cái này để mà xem con đường và đợi anh chở vật liệu xuống để mà xem là cái cung đường này thì xe của anh chở vật liệu thì có đi xuống được không. Nếu mà đi xuống được thì trong vòng hôm nay đến ngày mai thì cháu Lực sẽ lấy chuyến vật liệu là cuối cùng để cho xuống dưới nhà của hai ông cháu, để cho hai ông cháu là được xuống nhà của hai ông cháu, xong là để bảo mấy anh em thợ là đi vào và vận chuyển gạch, xong là xây dựng cho hai ông cháu một cái ngôi nhà. Thời gian vừa rồi thì có vẻ như là cái tiến triển để mà làm ấy thì là hơi chậm một chút cô bác, thì rất là mong cô bác cũng như là Mạnh Thường Quân là thông cảm cho cháu Lực. Thời gian vừa rồi thì mưa khá là nhiều cô bác ạ. Đến hôm nay thì là trời thời tiết bắt đầu nắng lên một chút rồi. Mong rằng là thời tiết này nắng cho cháu Lực độ tầm là 3 đến 4 hôm để mà đường nó khô ráo mọi cái. Thì là sẽ tiếp tục là lấy vật liệu vào. Và ở đây thì bây giờ là cái chỗ này là chỗ quan trọng nhất cô bác ạ. Chỗ này thì là hôm nọ cháu Lực cũng đã chia sẻ lên cô bác. Thì cô bác cũng đã thấy được rằng là nó bị sập rất là nhiều. Thì không biết là hiện tại là ô tô là có đi được vào phía dưới kia nó không cô bác nhé. Đợt nọ thì là cháu Lực là tập kết vật liệu, tập kết gạch là ở dưới kia là một đoạn đó, đầm độ là 500m nữa. Nhưng mà đến chỗ này thì cháu Lực nhìn thấy là trước kia thì cũng đã bị sạt rồi. Đấy, nhưng mà sau những ngày mà mưa gió báo ấy, thì là bị sạt là nhiều hơn. Thì theo anh là bây giờ xe của anh thì có đi qua đây được không anh? Xe anh không đi qua được đâu. Xe này á? Thế từ đoạn trên kia vừa rồi hai anh em mình xuống thì là trên kia thì là có chỗ nào mình cần phải sửa không anh? Trên kia thì nó chưa có để nó nắng hôm nay, ngày mai, một hôm nữa, tầm 2-3 hôm nữa là nếu mà nắng thì về đến đoạn này được thôi. Vâng. Xong là chắc là phải bảo anh em là chịu khó vận chuyển xa tí. Vâng. Đến tận đây chuyển xuống thôi chứ đoạn này thì đường bây giờ nó sạt bé quá, xe không dám đi chợ nặng. Đây nếu mà xe không thì là liệu mình dám qua không anh? Cái này xe không ấy. Nếu mà xuống hàng thì xe không thì chắc dám qua, nhưng mà chở hàng thì chịu thôi. Vâng. Em định bảo anh nhá, bảo là nếu mà em xin được là cái đất ở trên này này, xong là lấy máy xúc của anh ra là mở cho em, mở cho em một chút này để mà lấy đường ô tô đi vào ấy. Nhưng mà không biết là liệu rằng là người ta có đồng ý không ấy, tại vì là đất ở đường thì người ta em thấy là rất ít khi ai cho mở vào quá. Bây giờ em cứ đi hỏi dân đấy đã xem đất người ta cho đi qua không. Vâng. Bây giờ tự nhiên mang máy vào động vào nó lại về nó lại bắt thế này nó giả lại đất thì không phải chết. Vâng. Chắc thì dân ở đây nó cho đất ở đây. Ừ. Thật ra vật liệu thì là hai anh em cũng lấy đặt khá là lâu rồi các bác ạ. Nhưng mà được cả một tháng rồi đấy, nhưng mà đến hôm nay này thời tiết là bắt đầu mới hưởng nắng lên nhiều, từ sáng đến giờ là không có mưa các bác nhé, từ tối qua đến giờ là không có mưa, nhưng mà nhìn thấy trên kia là lại mây đen kéo về rồi. Là báo có cơn báo số 7 này còn to hơn nữa này. Bây giờ lại có thêm một cơn báo nữa anh. Cơn báo tối nay này. Tối nay á. Trên kia thì hiện tại là bây giờ cháu Lực nhìn thấy là đang dám bảo anh vào Lực. Dạ. Cái đường này mày bảo anh vào. Con đường này em tưởng là xe anh vào được thoải mái chứ. Cái này nó xa rồi rồi. Nhìn đây toàn hầm bách rồi này. Cái này thì chắc là xuống cái nhà xe á. Này để mà thời điểm hiện tại thì không dám liều lính để mà lấy ô tô đi vào đâu. Một mình chuyến lâu quá này. Mình ngâm lâu quá để nó nắng hết. Hôm nay nếu mà ngày tối nay báo không đến thì ngày mai kia trở vào được nó nắng này. Vâng. Cái tầm nếu mà nhưng mà tối nay là thấy thông báo là có báo à anh tối nay ấy. Thế trên thời sự đó, trên đài nó báo bảo tối nay báo đấy. Vâng. Chẳng biết là có báo không, thế chỉ thấy mặt trời đen thôi chứ gì đâu. Vâng. Trên này thì là ở trên này lại thấy bây giờ là có một cái một đám mây đen như kiểu là anh Sơn bảo là chuẩn bị là có cơn báo sao ấy. Cái đường nó yếu như thế này thì làm sao mà dám đi qua được cái đường này. Xe chở nặng dám qua đâu. Ở đây thì kể cả trời nắng thì cũng phải xuống hàng đấy mà. Vâng. Nhưng mà ở đây là chắc là có khi là nếu mà không cho mở đường từ bên kia vào ấy, chắc là chỉ có hạ đấy thôi. Nhưng mà ở đây là nếu mà vào thì quay đầu hay là... Cái này vẫn phải vào đây, nhưng mà không được thì xuống hạ hết rồi, sẽ không được tầm sau thôi. Ừ.
Có lẽ là phía sau bây giờ thì không biết đường nào mà nói được. Vâng. Cái chỗ này nếu mà bây giờ bánh nó đi, ít nhất phải bánh nó phải chạm tít thì trên này mới dám đi anh ạ. Đến đây. Đến đây á. Đến đây là bây bánh dám đi không? Không, bây giờ là nếu mà đang đi hiện tại như đường bây giờ bánh về đây rồi. Vâng. Bánh đi ra nó về ở đây. Đó. Dám qua được. Thế em bảo là bánh này là gọi là đi một nửa đường bê tông rồi. Một nửa rồi. Vâng. Đường này đường 3m mà bây giờ nó đi mất 2. Đi đường này đường 3m đi mất 2m rồi còn gì nữa. Ừ. Chỗ này bây thì giờ đi hết 2 phần rồi. Chỗ này thì chắc là bị sạt từ trước rồi anh nhỉ, chỗ này ấy. Chứ nó anh em đi đây, nó kè lên thôi. Vâng. Nó băng cái về bánh còn từ đây đi cơ mà. Cháu được nhìn thấy là ở dưới kia thì thấy là bà con người ta kè thì kè cũng rất là đơn giản các bác ạ. Kè không đấy, bằng đá, nó kè bằng băng bao xi măng rồi. Bao tải đất. À, bao tải đất thôi. Đấy. Bây giờ chỗ này á. Bây giờ chỗ này nó phải kè, bây giờ phải cuốc đi. Không thì sa đất vào, ôi nó vẫn đổ này, nó phải nắng mới làm gì. Cái này là bây giờ nó chỉ là gọi là nó ngồi xuống thôi chứ không phải là nó bị trôi đi anh nhỉ, chỗ này ấy. Cái này là nó bị tụt đất xuống ấy. Ừ. Như tầm mà ở đoạn trên kia mấy chỗ sạt bên kia thì không thành vấn đề đâu chứ anh, mấy chỗ kia ấy. Cái kia thì sạt kia thì mấy nữa thì mà chỗ trên đấy thì có mấy đoạn kia thì cố để mà đi qua đấy chứ còn. Nhưng mà mình trên kia mình có phải là lấy máy sửa, lấy máy để đi sửa không anh? Trên kia. Vâng. Không cần. Không cần à? Nếu mà không cần đến. Có máy sửa cho bà con đi càng tốt. Lần nào cũng phục vụ bà con đường này. Nhưng mà đây là xem là bà con liệu rằng là có sửa đường không, nếu mà bà con nếu mà bây giờ mà xe ô tô nó đi vào được thì không cần phải sửa nữa, tại vì là kinh phí thì không có nhiều ấy. Thì em cũng cân đo đong đối đong đếm làm sao mà thí dụ như anh sửa con đường kia từ đây từ trên kia xuống thì độ là tầm 1 triệu thì anh lấy 500 ngàn thì được, nó thì lại hay quá. Nha. Anh nói thật với em, nếu cái đường này nếu mà bây giờ em sửa một tí nào sửa lấy 1 triệu một chở máy về tận đây thì chắc không ai về đâu. Mấy cả 3-4 cái số một con máy họ chở về đây 1 triệu sửa đường không ai sửa nhau đâu. Gọi là anh em mình giúp nhau chẳng hạn thế đấy. Ví dụ như anh nhưng mà số hàng đây em ạ. Vâng. Nhưng mà anh bảo là trên kia là không cần sửa. Không cần sửa thì thôi đấy. Số hàng đây là tốt nhất này. Đây có lẽ là anh em vận chuyển xa tí cũng được. Vâng. Cho anh em thêm tí tiền dầu tiền xăng là được mà. Vâng. Anh em thôi tạo điều kiện giúp đỡ nhau thôi, có ai muốn đâu vừa báo này. Vậy có lẽ là có khi là tầm độ 2-3 hôm nữa thì là cháu Lực sẽ nói chuyện với lại mấy anh em thợ để mà làm sao cho mấy anh em thợ là vận chuyển xe máy từ chỗ đoạn mà cháu Lực với lại bé Mạnh đang đứng hiện tại là đi xuống tới nền nhà của hai ông cháu đâu các bác. Con đường vào cái mùa, con đường từ đây đi xuống thì là cô bác cũng đã biết rồi, là bị sạt ra rất là nhiều lần, bị sạt rất là nhiều chỗ. Chắc chắn là ở đây thì có Mạnh Thường Quân đấy, các bác cũng khi mà các bác gửi tiền cho cháu Lực ấy thì các bác cũng rất là sốt ruột. Tại vì sao lại sốt ruột? Tại vì là cháu Lực nhận cái khoản kinh phí của các bác rất là lâu rồi mà vẫn chưa thấy cháu Lực là đi vào triển khai cái vấn đề gì cả. Đấy, chỉ mỗi là lấy được gạch đi vào thôi, thì rất là mong là các cô bác Mạnh Thường Quân là thông cảm cho cháu Lực cô bác nhá. Thế thì qua hôm nay nếu mà qua đợt qua tối nay mà không có báo thì là để tầm nắng ngày mai nữa thì nắng ngày mai cho mà đến chiều ngày kia thì còn một chuyến cuối là xong là đủ hết rồi. Vâng. Cái gạch thì là cháu Đức cũng đã kê khai lên hết rồi các bác, hầu như là cũng đã gọi là tập kết hết một chỗ rồi đấy, nhưng mà tuy nhiên là do thời tiết ảnh hưởng nhiều quá các bác không thể mà đi lấy được vào. Đấy, hôm nay thì cùng anh thợ anh chở vật liệu của bác đi vào thì cũng không thấy, anh bảo không cần sửa nữa cho nên là cháu Đức sẽ không phải lấy máy xúc vào, còn nếu mà như anh bảo là cần sửa thì mình mới phải lấy máy xúc vào của bác ạ. Thời điểm hiện tại thì là mỗi lần mà đi xuống nhà của hai ông cháu của bác ạ thì để xe tít trên kia đường lớn như kia, và hôm nay cũng thế, hai chú cháu đi xuống thì là cũng không có lấy xe được xuống đây. Các bác nhìn thấy là những cái con đường mà trước kia mà cháu Lực hay đi xuống này, con đường này thì nếu mà như sửa nó sửa lại thì có thể là lai cắt đi xuống được đây. Cái gì đấy Mạnh? Xô của ai đây? Hả? Thôi không nghịch đâu, đi. Bé Mạnh thì là ở với cháu Lực được là 2 hôm rồi cô bác ạ. Đến hôm nay thì là đưa bé Mạnh đi xuống để đi xuống với lại ông. Và thời điểm này thì ông cũng chỉ là ở nhà là lấy cỏ với lại lấy củi thôi.
Không biết là thời điểm này ông còn đi làm thuê cho ai không? Nói Mạnh là một cậu bé mà năm nay mới có 6 tuổi được các bác. Đấy, nhưng mà những cái con đường này đi là Mạnh đi rất là khỏe. Mạnh quay đây xem nào, một tí quay đây xem nào. Một tí nữa còn đi với chú đi về không? Một tí lại đi nữa. Thế không ở với ông à? Hả? Tí ông chả buồn lắm à? Hả? Ai? Mạnh á? Ông á? Ông ở nhà Quyết á? À, nếu mà không... Hả? Cái gì? Cái gì? Đội mũ đồng hoàng vào đi. Mũ thì là mấy hôm nay cũng mất hết đi đâu rồi. Thành ra là lên trên lại phải mũ, lấy mũ có chất lực để mà đội đi trước đi. Vậy những con đường xuống thì tạo thành mấy khe, một cái rãnh rất là lớn. Đấy, đi cẩn thận nhá. Ở dưới này thì cũng ở ra phía bên này này cô bác này, phía bên tay cho Đức đang chỉ này thì cũng có khá là nhiều hộ dân ở trên này, đâu đó là tầm hơn 20 hộ dân. Đấy, nhưng mà còn ra phía bên kia là chỉ có nhà của Quyết với lại là của nhà hai ông cháu thôi. Cái gì đấy hả Mạnh? Đi. Hầu như là vào mùa này thì đi đâu cũng nhìn thấy là chỗ sạt lở rất là nhiều này. Năm đi. Năm trước thì là không bị nhiều hơn, nhiều như năm nay đâu. Năm nay thì có vẻ như là lượng mưa nó nhiều hơn thì sao ấy. Đi. Đi xuống nhà hàng cháu này chỉ cần gọi là đi bộ thôi là cũng thấy rằng là cái quãng đường là rất là xa rồi. Mọi lần là còn đi lái xe được tận là xuống thế này. Đi cẩn thận nhá. Mũ tuột rồi Mạnh. Hả? Ra đây cho chú xem nào, ra đây xem nào. Ra đây cho chú xem nào. Được chưa? Ở đây thì là những cái dây cáp này của bác này. Là mấy anh thợ là vẫn chưa có dọn đi đâu. Ở đây thì bây giờ phải mấy nước phải tời xi với lại sắt đi xuống hết, với lại thêm là gạch xuống hết nữa thì mấy anh em thợ phải thu hồi cái dây cước này. Đó, kết đầu đội mũ vào đi. Có vẻ như là ít ai đi qua lại đường này, mới là cô bác thấy là cỏ mọc ung tùm hết cả lên rồi. Xuống cái nhà của hai ông cháu này là nắng oi hơn. Cái mặc dù là thấp hơn nhưng mà là cái độ oi của nó là oi lên nhiều á. Mặc áo vào Mạnh ơi. Mặc áo vào. Mạnh. Mạnh là ít khi mặc áo giải tay cho nên là mặc áo giải tay một chút là cứ đòi cởi thôi. Đây có phải sắt của nhà Mạnh không? Hả? Máy to lên thế nào? Phải không? Phải. Phải à? Vâng. Ai chồng? Ông. Ông chồng à? Vâng. Rồi đi xem ông là hôm nay ở nhà làm cái gì nào. Đi cẩn thận nhá. Đấy. Cái mùa này đi là rất là hay trơn các bác ạ. Vì rằng là mới mưa xong, thành ra là
à, nó có đá, có đá nhỏ rất là nhiều, nghĩa là khi mà mỗi lần mình đi nó cũng bị lăn xuống. Nhìn cái gì đây? À, nhìn cái gì? Tổ ong. Tổ ong á? À, trên kia là có một cái tổ ong, vâng ạ. Không biết là các bác có nhìn thấy tổ ong này không? Một cái tổ ong nho nhỏ. Đi, đi xuống ấy với ong rồi. Với khu của nhà hai ông cháu thì cũng thấy là bà con ở đây thì cũng cấy hết rồi. Sau khi là một vụ này cấy xong thì là ít ai thuê để làm gì nữa. Cái kia thì nhìn thấy là có cả ông này, cả là thấy là các bạn gái của nhà hàng xóm ở trên này này, nhà của Quyết đấy. Vào cái mùa này thì nếu mà để mà đi vào những khe ẩm ẩm này các bác này, hay là bị những cái con nhiều con vi khuẩn ấy, nó ăn ở dưới cái phần ngón chân này các bác này, bị dứa này rất là đau, đêm ngủ nó rất là ngứa đấy. Ông thì là hai ngày không gặp bé Mạnh rồi. Mạnh cũng thế. Chó sủa quá nhỉ. Thật không ra gì. Ông ấy đang phơi thóc ở dưới này này cô bác này. Thấy là hai ngày là không có Mạnh. Chó không nhìn thấy Mạnh thôi là chó đã sủa rồi. Ra bên này để mà rửa chân một tí nữa. À, rửa chân đây nào. Này có cái bình, có cái tách để mà chứa nước này vào thì sau này kể cả đến cái mùa mà hai ông cháu mà không có nước của bác thì vẫn còn cái tách này để mà dự trữ nước. Cái nước này thì rất là mát, không như cái nước ruộng ở trên này. Nước ruộng ở trên này thì nóng quá. Tìm cái gì đây hả Mạnh? Hả? Mày thì không biết là tìm cái gì dưới này đây. Thời tiết như này để mà phơi thóc thì thích hợp bông nhỉ? Cho đi đâu không? Trên lấy cái tiền điện đi. Trên lấy tiền điện á? Ừ. Lấy tiền điện gì không? Cần bỏ phần á. Hả? À có, sáng nay thấy ủy ban, thấy người ta ra ủy ban đi. Đứa cháu về bảo. À. Ở trên này ông phơi được mấy bao rồi? Phơi hết chưa ông? Phơi hết rồi à? Nhưng mà cái này là sau này mấy nữa mình mang đi sắp thì có phải phơi lại thêm một lần nữa không? Một lần nữa. Cho nó không bị mọc mầm đúng không? Mỗi ngày thì phơi được bao nhiêu bao không? 4 bao. Một ngày thì phơi được 4 bao à? Thời trời nắng như này thì là phơi, để mà phơi thì tốt rồi ông nhỉ, nắng này. Bây giờ á, thôi ông hết pin rồi à? À, gần 1 giờ rồi ông ạ. Vâng. Cái này bây giờ là gom xong lại để vào bao rồi không? Vâng. Đây ông gửi một lời chào tới các bác rồi không? Chào các bác, các chị nhá. Cái giấy điện kia thì ông không phải nộp nhá, cháu nộp xong hết rồi. Bây giờ chỉ đợi là người ta lắp nó thôi. Nộp hết rồi. Vâng, cháu nộp hết rồi. Ở đây, cái thẻ căn cước ông qua
Công an lấy đi xuống huyện rồi. Công an lấy đi xuống huyện á? Cái tư hôm nọ photo. Cháu mang nộp rồi từ đấy. Mang nộp đó. Vâng. Có người đã điện điện chưa ông? Chưa. Chưa có người điện về à? Chưa người điện về. À, cháu điện rồi. Cháu nộp cho biên điện lực hết rồi. Ôi, thế ông không đi lấy được tiền rồi. Nhưng mà cái căn cước ông đâu rồi? Căn cước công an lấy đi, nó bảo đi sớm đi lấy à. À. Cái căn cước, cái tờ mà ông photo cháu đi cháu nộp rồi, cháu nộp cho điện lực rồi. Vâng, bây giờ chỉ đợi ngày người ta ra kéo điện cho hai ông cháu rồi. Đấy, còn từ trước đến giờ thì là nhà hai ông cháu là chưa có điện của bác ạ. Và đợt sau khi trước mà làm nhà ấy, thì cũng bảo là xin nhà của bé Quyết này, bố mẹ xin bé Quyết là dùng điện tầm độ 2 tháng. Nhưng mà ở trong đó thì 2 tháng thì hai chị là Nguyệt Thúy cũng nhìn thấy rằng là sau này thì hai ông cháu vẫn không có điện. Cho nên là hai chị Nguyệt Thúy có gửi cho Lực là một khoản để mà đi mua dây điện về, xong là kéo dây điện xuống cho nhà của hai ông cháu của bác nhé. Mạnh đội mũ ra phụ ông đi. Mấy ngày, 2 ngày không gặp ông rồi nhờ. Cháu hỏi bảo một tí con đi không, bảo là đi. Hôm qua à, chắc là lúc đấy đi đâu không thế? Sáng chủ nhật không? À, thế là sáng sớm chắc là ngủ quên rồi, chắc chưa dậy. Đây là nói là cuộc sống của ông thì rất là cô độc của bác ạ. May là còn có thêm là một người cháu nữa ở công. Cháu Lực cũng biết là để mà Mạnh lên ở với cháu Lực thì là khiến ông cảm thấy ông sẽ như kiểu là một mình hơn. Đấy, nhưng mà ở đây là bây giờ thể nào mấy nữa Mạnh cũng đi lên trên trường, trên xá để mà học rồi. Cho nên là cháu Lực là đón Mạnh là để ở với cháu Lực thêm thời gian nữa để mà kèm cặp được em ấy thêm một thứ gì thì là kèm cặp. Cát này để đây cũng rách cả bạt rồi ông nhờ. Đây, nếu như mà thời gian vừa rồi này không bị ảnh hưởng cái trận mưa này quá lâu đấy các bác, thì đến thời điểm hiện tại thì có thể là nhà của hai ông cháu là đâu đó là dần, có thể là dần dần ổn định rồi. Bạt này giòn hết rồi, cái bạt hôm nọ cháu mua cho ông ấy, ông lại phủ thêm, phủ trên. Nọ thì là cũng có mua bạt thêm nhà cho ông để mà tránh, để mà đêm về sợ rằng là những cái tả ly này các bác này, mưa nhiều quá đấy. Thì bảo ông là phủ bạt từ trên kia xuống thì nước mưa nó chảy ra bên này. Mạnh ơi, lấy mú cho ông một cái đi, lấy mú kia cho ông một cái đi. Mạnh đổi cả mú nữa, lấy mú cho Mạnh cho ông một cái nữa. Hãy ra kia lấy mú kia cho ông này, cho ông đội này. Thời tiết này nắng như này, ông mà đi đầu trần như này là dễ bị ốm lắm đấy ông ạ. Hãy ra kia lấy mú kìa. Hãy cầm xuống đây cho ông. Đội mũ của cháu, mũ của Mạnh thì không biết là đi đâu hết rồi. Nắng quá. Đấy, áo dài cũng bỏ ra rồi đấy, đến đây ấy. Thằng nào người mới hay đen rồi Mạnh ấy. Bây giờ lại gom thêm cả cái này à ông?
Một tí nữa mạnh là ở nhà hộ ông phơi thóc không? Hả? Phơi thóc hay lại cùng chú đi tiếp? Có cùng chú đi được không? Nào, đứng dậy nói chuyện xem nào. Nhìn ra đây xem nào. Có cùng chú đi nữa không? Nói to lên. Đi. Đi à? Thế một tí để bảy bảo với ông nhá. Rồi. Một tí ông còn phơi thêm bao nào nữa không một tí ơi? Xem cái tiền điện kia ông. Ơ nhưng mà cháu đang không hiểu sao thì cái đấy lại được tiền điện không? Nhưng mà tiền đấy là do mình không dùng hay là như nào? Cho một năm một lần á? Nhưng mà mỗi lần thì được bao tiền không? 160.000 à? Dưới đây là ông có thả cá chép ruộng không? À là ông thả cái thửa kia à? Cho thấy nó quậy quậy kia, nhưng mà cho thấy là thời tiết này nắng quá nhờ. Vâng. Ông thả một thửa là thả nhiều thửa? Vâng. Là sao mới thả tiếp à? Thế là mấy nữa lại có cá chép ruộng với ông nhờ? Vâng. Đấy, bây giờ thì cháu Lực rất là thích cái thời tiết mà nắng như này các bác này. Thời tiết nắng như này để mà đường xá nó khô ráo thì để cháu Lực là tiếp tục là lấy vật liệu cho vào. Từ mà nhà của hai ông cháu này thì là nếu mà như bây giờ nhá, mà hai nhà của mấy anh em thợ thì cũng đã làm việc xong hết rồi, cho nên là sẽ mấy anh em thợ là sẽ không phải là bận đi đâu nữa, sẽ tập trung làm để nhiều hơn. Cái này là bây giờ chỉ có phơi qua thôi ông nhỉ? Phơi để cho nó khô đi, để tránh nó mọc mầm thôi ông nhỉ? Vâng. Cái này là ông dùng cái bạt này phơi thóc xong là ông là phải phủ lên trên này ông nhá. Thế để gà với chó lên bới nhiều quá thì nha, là lại cát nó lại bay tung tóe hết đấy. Suối ở dưới kia chắc là bây giờ nhiều cát lắm rồi ông nhỉ? Nước nó cũng nhiều không? Vâng. Ở đây thì là bao giờ mà anh em thợ là dùng hết chỗ mà một tầm độ 10 khối cát này các bác này. Thì là mấy anh em thợ nếu mà thiếu thì mấy anh em thợ tiếp tục là đi xuống cái điểm là lấy về tiếp. Ở đây thì là mọi cái thì đều khoán cho mấy anh em đội thợ hết rồi. Cho nên là cháu Lực chỉ có đi vào và giám sát xem là cái đội thợ tay nghề làm như thế nào thôi. Đấy, còn chắc chắn là để mà tìm được đội thợ giỏi để mà làm đấy các bác thì nó không phải là cái giá đấy, ở cái mức công thợ đấy nó sẽ đắt hơn. Đấy, ở đây thì hoàn toàn là bằng thợ làng cả, cho nên là mọi cái thì nó sẽ rẻ hơn. Về phía là nhà của hai ông cháu của bác nhé, thì chắc chắn là nó sẽ không có sân, là nó sẽ không có được rộng bao nhiêu nữa các bác nhé. Sân của nó thì nó chỉ tầm là độ đến cây gốc cây cỏ voi kìa, quay đầu thôi. Còn là cái phần mái hiên của nó thì nó sẽ là lòi, là nó sẽ che tít tận là cái bụi cỏ bên này này các bác này.
cái phần sân của hai ông cháu thì nó sẽ chỉ tầm là đâu đó là hay buổi tối nay thì là mong rằng là trời nó sẽ không có bị ảnh hưởng tại cái cơn báo hay nhiều nữa các bác. Cũng xem tin tức ở trên thời sự cũng như là trên Zalo bên tin tức người ta cập nhật đấy các bác, nói rằng là đêm nay thế là một cái đêm mà cơn báo số 2 và lũ. Đấy, không biết là trên này thì có bị ảnh hưởng không. Tìm cái gì đấy hả mày? Hả? Tìm cái gì? Thế nào? Vậy năm nay thì là nhà ông là con thấy là được thêm là nhiều bao thóc hơn các bác ạ. Cái bao chưa đầy đâu, gọi là mũi bao là gần đầy thôi. Đấy, đội mũ vào đi đâu ấy? Vậy ông hộ ông đỡ thóc kìa. Mày đấy nha, ông ném thóc chúng nha. Vác được không? Ây da, khỏe phết nhỉ. Kéo được hẳn một bao thóc này. Quay đây thế nào? Quay đây thế nào? Khỏe đấy nhỉ. Mà đi với cháu được hai hôm thì là cảm thấy là trắng hơn một tí. Nào ra đây thế nào? Nào đứng đây thế nào? Đứng đây thế nào? Đấy, để đây xong là đứng đây ngồi đây thế nào? Ngồi thế nào? Đêm là ngủ ôm lắm của bác ạ Mạnh nhé. Ngủ dưới nách luôn đấy nhờ. Mạnh thì là một cậu bé mà cũng phải nói là khá là thiệt thòi của bác ạ. Ở đây thì thiệt thòi là tình yêu của người bố này, tình yêu của người mẹ này và sự dạy bảo của thêm là người bà nữa. Hai ông cháu thì phải nói cũng rất là có duyên các bác ạ. Rất là có duyên với lại Mạnh Thường Quân. Được là Mạnh Thường Quân và đặc biệt là hai chị Nguyệt Thúy là đồng hành để mà giúp đỡ hai ông cháu có một cái ngôi nhà che nắng, che mưa. Ông thì là một tí là chuẩn bị đi đâu đấy ông? Lên trên xá kia. Đấy ông ngồi đây rồi. Lúc nào mà trời mát một chút đấy, ông ấy thì ông hót mấy cái dưới kia một chút ông nhá. Hót cái đất đá này một chút. Thì độ tầm là có khi là đến ngày mai thì là cháu sẽ lấy vật liệu đi vào đấy. Tầm ngày mai đi lấy thì tầm là ngày kia là về đến nơi. Nếu mà tối nay mà thời tiết mà không có bị ảnh hưởng lũ đấy. Đêm nay thì có một cái cơn báo nữa lại đến thì là những cái thóc này ông cất gọn lên trên này hết nhá. Chứ để lên trên này là mấy đứa lũ báo đến là không kịp đâu. Vâng, xem là trời mưa quá thì ông nếu mà mưa to quá thì ông lại lấy bạt là phủ như hôm nọ ấy ông nhá. Thế là Mạnh bảo với ông thế nào? Đi với chú không? Đi. Đi à? Thế tôi đây lại ngủ với chú nhá. Lên trên thì dạy Mạnh là học thêm. Học bảng chữ cái. Sao mấy ngày nữa là đi học rồi đấy. Hôm nọ ông đi làm giấy tờ cho Mạnh đi học hết chưa? Chưa làm được rồi. Chưa làm được á? Đấy là lại làm giấy tờ để ở trong đây đúng không? Ở trong trường đúng không? Mày có ở trong trường được không? Hả? Mà to thế nào? Đâu nhìn đây xem nào nói. Mày có ở trong trường được không? Được. Được à? Đấy. Đây là kia không phải kia nộp được nộp cho cô giáo. Nói yeah. Nói thế rồi nhưng mà không biết là có đi vào ở được không không. Mày nữa vào ở thì mới biết. Ví dụ như ở với cháu thì là quen rồi không sao. Nhưng mà còn đi vào trong trường thì nó lại một cái quy định mới. Đấy, ngồi xuống đây nào. Ngồi ra kia nào. Đấy, có lẽ là cái
Vậy có lẽ là cái thước phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được là anh có lẽ là cái thước phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được là chia sẻ tới đây thôi các bác ạ. Vậy còn công việc như hôm nay thì như thế nào thì cháu Lực cũng đã chia sẻ lên để các bác cùng biết rồi. Và cháu Lực xin nói lại thêm một lần nữa, thì nếu như mà đêm nay không có ảnh hưởng ở cái cơn báo cơn lũ đấy nhiều ấy, thì là có thể là sáng ngày kia thì là lấy được vật liệu đi vào không ạ. Cái vật liệu đi vào thì những cái phần nào mà mình cũng khoán ấy là ông xem là nhờ được ai không, những cái phần tôn này chẳng hạn, gạch chẳng hạn không ạ, những cái gạch kho mà gạch đẹp ấy là mình sẽ hỗ trợ mấy anh em đội thợ một chút. Ở chỗ kia thì bây giờ sạt quá, ô tô là không có vào, đến tận chỗ hôm nọ là hai ông cháu mình bóc gạch chứ đâu. Bây giờ thì là ở tít trên chỗ bị sạt nhiều không ạ? Chỉ có hạ ở chỗ đấy thôi. Đến chỗ đấy à? Vâng. Ô tô nó không dám qua, nếu mà đi xe không thì nó cũng bảo dám qua, chứ còn bây giờ không đi xe không thì không dám qua rồi. Vậy có lẽ là cái video này thì cháu Lực cũng xin được là chia sẻ tới đây thôi các bác ạ. Và xin cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Ông gửi một chào tạm biệt tới các bác không? Chào các chị các em nhá, các em các chị nhá. Nào mạnh nào. Xin chào tạm biệt các ông các bà. Bye bye các ông bà nào. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.